Sáng ngày 7 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trao đổi hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã thông tin một số nội dung đạt được sau hội nghị trao đổi phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra tại tỉnh Bình Dương vào tháng 3 năm 2023. Trong đó có việc phối hợp triển khai dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ thực hiện dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, dự án giao thông kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục thảo luận về việc thúc đẩy các dự án mang tính kết nối vùng, trong đó tập trung quy hoạch phát triển đô thị sinh thái, đô thị cao cấp ven sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và phát triển thương mại dịch vụ công nghiệp dọc các tuyến đường liên kết vùng, nghiên cứu thành lập quỹ phát triển hệ thống giao thông vùng với nguồn vốn hỗn hợp để đầu tư các dự án giao thông trọng điểm của vùng, đồng thời ra soát khảo sát nguồn vật liệu ở khu vực có dự án giao thông kết nối đi qua, tổ chức khai thác các vật liệu xây dựng phù hợp, đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm, nghiên cứu thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật vùng và xây dựng bệnh viện tuyến cuối của vùng. Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương cũng đã thảo luận về công tác phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đề xuất, kiến nghị Trung ương một số cơ chế chính sách đặc thù cho vùng trên các lĩnh vực như y tế, giáo dục, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.